Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với series Ông chú bán ghe của Club GSYMC. Hôm nay tôi sẽ nói về trend du thuyền hiện giờ đang rất thịnh hành, đó là du thuyền thám hiểm hay là Explorer Yacht. Đồng thời cũng sẽ giới thiệu cho các bạn về sự phối hợp giữa một trong những gia đình thiết kế tàu lừng danh là German Phrase, người Argentina, và sự hợp tác của gia đình Phrase với lại Sirena để tạo nên model Sirena 64, là một trong những du thuyền thám hiểm mini bán chạy nhất thế giới, và cũng đã biến Sirena Yacht thành một trong những brand hot nhất hiện nay trên thế giới. Và bây giờ hãy cùng tôi khám phá về thân vỏ của chiếc Sirena 64. Đi cùng tôi nào. Đến rồi. Thế nào là một con du thuyền thám hiểm? Khác với những du thuyền tốc độ cao, khi các bạn sẽ thấy được cái phần mũi của tàu và toàn bộ thân nó sẽ hình chữ V, thì du thuyền thám hiểm nó sẽ khác đi một chút. Đối với du thuyền cần tốc độ cao với vỏ thân tàu hình chữ V hay còn được gọi là planning vuông, du thuyền thám hiểm thì không cần phải tốc độ cao, mà quan trọng là phải tiết kiệm nhiên liệu và góc thân rộng. Như vậy các bạn sẽ thấy phần mũi của tàu Sirena 64 vẫn giữ lại chữ V của planning vuông. Tuy nhiên khi đi đến phần giữa thân thì ta sẽ thấy bắt đầu là cái vỏ tàu nó bắt đầu hình chữ U, và để tạo ra nhiều không gian hơn cho ở phía đằng sau. Như vậy nó là chính là hình thức semi displacement hull, vừa bảo đảm được tốc độ mà vừa bảo đảm được không gian phía sau của du thuyền cho không gian sinh hoạt. Chính vì là thiết kế thân tàu là semi displacement hull, với tài năng và kinh nghiệm của German Phrase đã biến Sirena 64 thành một con du thuyền thám hiểm mini với diện tích sử dụng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu cho Sirena 64 có thể có tầm hoạt động rất là xa so với các du thuyền cùng loại. Với sự ra đời của Sirena 64 cùng với tài năng của German Phrase đã biến Sirena 64 thành model bán chạy nhất của Sirena Yacht, và Sirena Yacht trở thành nhãn hiệu đang lên của du thuyền thế giới. Hãy like, share và subscribe để nhận các thông tin thú vị của các video kế tiếp trên kênh SYMC. Xin chào và hẹn gặp lại!